Hello, xin chào mừng toàn thể quý cô chú anh chị và các bạn đã quay lại kênh YouTube của Sangma Vlog nha cả nhà. Hello cả nhà, chào mừng toàn thể quý cô chú anh chị và các bạn đã quay lại kênh YouTube của Nguyên Đồng Vlog nha. Cả nhà ơi, thì hôm nay anh em mình đến ngôi miếu ông già này. Bình thường anh em mình sẽ quay ở miếu ông già là bằng cái kênh nhỏ. Nhưng mà lần trước anh em mình đã giúp cái vong cô gái thì thoát rồi. Thì hôm nay thì trở lại đây thì anh em mình quay trên cái kênh lớn. Thì chủ yếu hôm nay thì anh em mình cũng vào để quay ở xung quanh và xem coi cái vong linh của cái cô gái này đã thật sự đi siêu thoát chưa. Thì hôm nay anh em mình định là sẽ nói chung là cái vong quỷ ở nhà quan á, thì anh em mình đã nhốt ở trong cái bình kim cang cũng mấy hôm nay rồi. Thì cái nhà thì ở lần trước á, thì khi mà bắt cái vong quỷ á, thì cũng đã đốt hai cái lá bùa, coi như là một lá bùa thì Tú cũng có nói là sẽ làm cho cái linh lực của cái vong quỷ là bị giảm. Thì mấy hôm nay bị nhốt ở trong bình thì chắc có lẽ là linh lực rất là yếu. Thì anh em mình hôm nay quyết định đến miếu gà và thả cái vong quỷ đi ra. Thì nói chung đó, thì biện pháp mạnh mình đã dùng rồi. Thì nói chung là bây giờ mình phải thả nó ra để mình tiếp cận và giúp đỡ. Còn nếu mà không nữa thì nơi đây sẽ có ông già. Đúng rồi, thì có, ở đây thì có ông già thì cũng ví dụ mà có gì thì mình, anh em mình có thể nhờ ông già giúp đỡ. Thì cái nhà thì chút lát nữa thì anh em mình trước khi mà vào mà thả cái vong quỷ này ra thì anh em mình sẽ quay một vòng cũng như đặt ra một đoạn xem cái vong cô gái kia thật sự đi chưa. Đi chưa, rồi anh em mình mới quyết định là thả cái vong quỷ này ra mọi người. Thì hôm nay thì sẵn tiện đây anh em mình cũng giới thiệu một xíu về cái những cái món pháp bảo mà thầy của anh em mình đã gửi cho anh em mình cả nhà. Thì cái bình kim cang cái nhà mình đã biết rồi. Đây cái bình kim cang đây. Mình đang nhốt quỷ trong cái bình này nè. Thì cũng có một số cô chú anh chị cũng rất là lo khi anh em mình phong ấn con quỷ ở trong cái bình này và mang về nhà. Gì chắc? Từ đèn có thui vậy. Đèn xuống điện. Thì sợ là khi nó thoát ra được thì sẽ ảnh hưởng đến anh em mình. Thì thật sự thì hôm đó mình đã dùng một lá bùa ẩm nó vào trong và dùng một lá bùa để rút hết trơn cái linh lực nó ra. Thì nó bây giờ cũng giống như là một cái vong linh rất là yếu thôi. Đó. Thì giờ anh em mình để đây, chút xíu anh em mình sẽ ấy nó mọi người. Còn cái này cái này là cái gương âm dương mọi người. Cái gương âm dương này chắc cả nhà mình cũng không biết là nó có cái hiệu nghiệm cũng như lực như thế nào, cái pháp lực như thế nào. Thì đây là cái gương để chiếu vào những cái vong linh quỷ mà thường mà giả dạng những người giống như là những lần trước mà Tú bị những cái vong giả cái Tú đó mọi người. Đó, thì nếu mà cái gương này nếu mà mình biết á, mình chiếu thẳng cái gương này vào cái vong đó thì nó sẽ hiện nguyên hình. Đây là cái gương âm dương mọi người. Cái gương này hoàn toàn là bằng đồng, không có kính nghe mọi người. Cái này bằng đồng luôn. Còn đây cái nhà thì đây là hai cái bát quái âm dương. Thì về bát quái á, thì cái công dụng của bát quái thì cả nhà cũng hiểu rồi. Thì dùng để đánh ma đánh quỷ. Thì cái này là khi mà thầy của anh em mình á gửi cho anh em mình thì thầy cũng đã xin bùa vào trong những cái pháp bảo này hết rồi. Thì là cũng bằng đồng luôn nha cả nhà. Nói chung là anh em mình đang có ba cái pháp khí là bát quái âm dương, gương âm dương, bình kim cang. Thì nói chung bốn món nhưng mà ba pháp khí. Thì cái hiệu lực có nhà biết rồi, đây là để dùng quýnh những cái vong dữ và cứng đầu ha. Còn cái gương này là sẽ chiếu thẳng vào những cái vong mà nó giả dạng ngay người, giống như là hôm trước mình nói rồi đó, là nó giả dạng cho mình. Thì có thể nếu mà nguyên mà anh biết được giống như cái tính tình hoặc cái gì đó mà nó lạ đó, chiếu thẳng vào là nó sẽ hiện cái nguyên hình nha. Còn cái bình kim cang thì cái nhà cũng đã biết rồi, thì khỏi nói nữa. Thì bình kim cang để nhốt những cái vong ma quỷ đó. Ở ngoài sau á, mặt sau của cái gương âm dương này thì nó có một cái bằng như là cái bát quái vậy đó, giống bát quái nè, cái này âm dương nè mọi người.
Cái này giống như là chiếc áo mà của ông ấy, ông đạo sĩ ưa mặc ở trên lưng, có một cái bên trắng bên đen luôn, người ta gọi là âm dương, là bên trắng bên đen. Thì ok cả nhà, thì hôm nay anh em mình cũng đã được đầy đủ những cái món pháp khí này, thì anh em mình mới sẵn nói giới thiệu cho cả nhà biết là cái hiệu lực của nó cũng như là cái sự sử dụng nó ra thế nào. Thì cả nhà thì thì bây giờ thì anh em mình từ sớm giờ anh em mình nói sơ về ba cái món pháp bảo thì thầy anh em mình gửi cho. Thì hôm nay thì anh em mình sẽ ra ngoài đó quay một vòng để xem coi, và đặt cam một đoạn để xem coi cái vong linh của cô gái có thật sự đã đi sơ tót chưa. Thì ok nha, thì bây giờ anh em mình sẽ ra ngoài quay một đoạn và sẽ nói chung sẽ cúng kiến đặt ra một xíu đi. Nếu mà vong cô ấy không còn, thật sự không còn nữa, thì lúc đó anh em sẽ thả cái vong này ra và xem thử là cái vong này có thật sự ăn năn hay không, hay là như thế nào cả nhà. Ok, thì thôi anh em mình xin mời quý cô chú anh chị và bạn theo anh em mình nha. Đi thôi cả nhà. Cả nhà. Thì bây giờ anh em mình sẽ đi quay vào bên trong chút xíu nha cả nhà. Xem thử. Ừ. Xem thử cái con cô gái này đi chưa. Thì hôm nay nói chung là hôm nay vào đây thì quay kênh lớn thì rất là may là hôm nay trời không có mưa. Chứ mọi ngày là anh em mình quay đều mưa hết mọi người. Có gì không? Thì cái bông cô gái thì bình thường ưa ngồi trên thân cây này với thân cây đó đó mọi người. Thì hôm nay thì nãy giờ anh em mình vào trong này quay thì hầu như là không có thấy bất cứ điều gì. Thì chốc lát nữa chắc có lẽ anh em mình sẽ đặt cam và cúng kiến một lát xem sao mọi người. Thì cái nhà thì chắc một xíu anh em mình sẽ cúng ngay cái chỗ cũ đi. Thì chút nữa anh em sẽ cúng ngay chỗ cũ xem thử thế nào. Thì ok nha. Thì anh em mình nãy đi một vòng ở trong này thì cũng không nghe tiếng động gì và cũng như không thấy điều gì. Thì chắc có lẽ bây giờ anh em mình sẽ tạm dừng một chút xíu để anh em mình đem đồ cúng kiến ra và đặt cam một lát xem thế nào cả nhà. Thì cả nhà thì từ sớm giờ thì anh em mình cũng đi một vòng rồi, thì cũng không có thấy điều gì bất thường hết trơn á. Có lẽ mình sẽ tạm ngưng để mời được cúng kiến ra thế nào. Thì ok, anh em mình tạm dừng nha cả nhà. Thì ok nha. Thì bây giờ anh em mình sẽ cúng kiến xem thử vong cô gái còn hay là đi chưa mọi người. Thì cả nhà thì bây giờ á thì anh em mình khi nãy giờ anh em vào quay xung quanh thì không thấy. Hôm trước anh em mình cũng cúng kiến và làm nghi thức ở đây, thì giờ anh em mình cũng đặt ở đây nữa nha.
nó có gió rồi, nó không cháy. Cái nhà thì bây giờ anh em mình sẽ tạm ra ngoài xíu và chút xíu anh em mình vào xem lại cái bông cô gái xuất hiện với nha. Thank you.
Thì cái nhà ấy, thì bây giờ cho có lẽ anh em mình sẽ tạm dừng một xíu để anh em mình xem lại cái đoạn là cam có thấy vòng quay xuất hiện không cả nhà. Cái nhà ấy thì bây giờ anh em mình sẽ tạm ngưng để xem lại cái đoạn video anh em mình đặt nó cho cả nhà. Ok nhá. Thì anh em mình hồi nãy thì cũng có xem lại cái đoạn video lúc nãy thì hầu như là vong con gái không hề xuất hiện và cũng không có vong nào xuất hiện luôn cả nhà. Thì cái nhà thì cái đoạn video nãy là không có thấy một cái điều gì hết. Thì hiện bây giờ thì anh em mình sẽ tiến hành làm nghi thức và thả cái bông quỷ ra luôn nha. Thì ok, bây giờ mình sẽ làm nghi thức nha cả nhà. Cái gì? Bệnh nó nhức nổi. Ê, ê. Bệnh nó nhức nhức cả nhà. Ê, ê. Mọi người ơi, cái bệnh nó đang động đậy. Nó còn bên trong này nó còn mạnh mà nó dữ đâu. Không biết nữa. Nhìn 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 nhìn. Bây giờ anh em mình sẽ để nó chút xíu mọi người. Thì cái vòng này á, hầu như là còn chắc là mạnh cả nhà. Cái bịch này để mình nhúc, tự nhúc nhích ên luôn. Cái gì đó, tưởng dậy á. Mà cái hôm mình mới để vào này mình nó đâu có nhích gì đâu. Kiểu như chắc là ở nó lâu rồi nó hồi sức hay sao. Chắc là dậy quá. Ê, ê. À. Xíu lật luôn ông nội. Mạnh lắm cả nhà. Giờ dịnh luôn chứ không. Thì bây giờ á, ngàn người ở trong bình á, nếu mà nghe tôi nói chuyện á, thì hãy cố gắng mà làm hiền để anh em chúng tôi có thể tiếp cận và giúp cho vong được đi chưa thoát. Chứ bây giờ nếu mà cứ muốn hại người hoặc thế nào đó thì anh em chúng tôi sẽ lần sau, nếu mà làm sao anh em chúng tôi bắt được nữa thì có thể là anh em chúng tôi sẽ bắt nhốt luôn, hoặc là chúng tôi sẽ quýnh cho phi tan luôn chứ không có còn để như vậy nữa đâu. Thì nếu mà nghe được những lời anh em chúng tôi nói thì khi được thả ra thì hãy làm hiền lại và để có thể giảm bớt tội và có thể được đi siêu thoát, có thể được đầu thai chuyển thế thành cái cách khác tốt hơn. Chuyện gió mạnh lên vậy. Chuyện gió mạnh. Nãy giờ nó dậy bịch mà giờ mình nói không biết nó phản nghe được không, không thấy phản ứng. Thì bây giờ chắc có lẽ bây giờ anh em chúng mình sẽ bắt đầu thả cái vòng này ra cả nhà. Gió quá gió. Thì trước tiên mình muốn thả vòng này ra, mình sẽ quỷ lá bùa phong ấn này cả nhà. Cháy gió, cháy gió quá, cháy nổi quá. Cháy nổi rồi. Tầm nó muốn tầm dạ. Bây giờ là để đốt lá bùa đã, đốt lá bùa đi để mình giữ lại không.
mạnh lắm, nhúc nhích tay cái tay mình biết luôn á. Cái nhai thì bây giờ mình sẽ thả cái bông quỷ nghe nhai. Chạy ơi, chạy ơi. Chạy. Em mới thấy nó hiện ra nó bay luôn rồi. Thì cái nhà thì Tú mới vừa thả ra. Thì mình chưa kịp quay lại nữa thì Tú nó thấy ngồi đây. Rồi chạy luôn à. Cái lúc mà em thả ra nó đang ngồi đầu nhìn mình nè. Nhưng mà nó ngước lên nhìn mình thấy mình một cái, em thấy nó bay qua đó đó. Bay qua đó. Ừ. Vừa bay qua đó rồi biết mất tiêu. Cái thả được, khi mà thả ra được cũng mừng. Ừ. Thì cái nhà ấy, thì bây giờ chắc có lẽ anh em mình sẽ dùng cam quay một đoạn nữa xem thử xung quanh đây thử có thấy vong quỷ không nha. Ok. Thôi bây giờ mình... Bây giờ anh em mình tạm dừng máy nha. Thì bây giờ anh em mình sẽ bắt đầu quay một đoạn ở bên ngoài xem thử cái quỷ nó xuất hiện, nó xuất rồi nó ở đâu mọi người. Thì cái bình kim cang thì anh em mình để chỗ này luôn. Để đó luôn. Thì em nghĩ chắc một khi mà thoát cái rồi chắc có trốn nó không dễ gì dám mà. Thì hồi nãy thì bay qua hướng này. Ừ. Thả nó ra gió dữ trời. Cái ghê vậy. À, tai họa sắp ập tới rồi. Nó đã cái bông nghỉ ra. Ừ, gió hay gì vậy. Thì anh em mới thả cái bông này ra mà nhiên cái thời tiết nó bị thay đổi mọi người. Gió quá gió. Thấy gì không? Thôi ấy đi, anh thấy cái bông quỷ này nó trốn rồi. Đó hôm sau mình quay lại coi làm sao. Thì cái nhà thì chắc có lẽ anh em mình cũng xin tạm kết thúc video luôn. Tại vì anh em mình nghĩ chắc có lẽ là bông này khi mà thoát ra được thì nó trốn rồi. Thì cái nhà thì anh em mình cũng đã đi một vòng để tìm cái bông quỷ mà không thấy. Thì chắc có lẽ đến đây anh em mình cũng xin kết thúc clip. Và cuối clip thì anh em mình cũng xin chúc cả nhà có thành sức khỏe và tràn đầy phúc cả nhà. Ok, bye cả nhà mình nha. Chào cả nhà.